Tăng khả năng thụ thai bằng cách thay đổi 6 lối sống này. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, bao gồm cả thói quen lối sống mà bạn có khả năng thay đổi. Ngay sau đây, hãy cùng tìm hiểu cách tăng khả năng thụ thai chỉ bằng việc thay đổi ngay 6 lối sống này nhé. 1. Ngủ đủ giấc. Giấc ngủ ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh cuộc sống của chúng ta. Nó có thể xác định mức độ chúng ta thực hiện công việc có tốt hay không, ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và tâm trạng của chúng ta, và thiếu ngủ thậm chí còn dẫn đến các vấn đề sức khỏe lâu dài. Ngoài ra, ngủ không đủ giấc có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Nghiên cứu cho thấy rằng sự kích hoạt tuyến yên vùng dưới đồi và rối loạn nhịp sinh học có thể cản trở sinh sản. Ngoài ra, một nghiên cứu tổng quan nhỏ cho thấy tỷ lệ sẩy thai tăng vừa phải ở những người làm việc cố định vào ban đêm. 2. Hạn chế tiêu thụ caffeine. Mặc dù không có dấu hiệu rõ ràng rằng tiêu thụ caffeine có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai ở những người đang cố gắng thụ thai, nhưng các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nguy cơ sẩy thai tăng lên khi tiêu thụ caffeine. Vì vậy, bạn nên hạn chế tiêu thụ caffeine đến giới hạn khuyến nghị hàng ngày cho thai kỳ. 3. Tập thể dục. Tập thể dục rất tốt cho tim và phổi và hệ thống miễn dịch của bạn. Tập thể dục thường xuyên là rất quan trọng đối với những người thừa cân và béo phì. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hoạt động thể chất làm tăng nhẹ khả năng mang thai trong một chu kỳ kinh nguyệt, bất kể chỉ số cơ thể của một người. 4. Ăn đồ ngọt vừa phải. Hầu hết chúng ta đều thường xuyên ăn những thực phẩm không có lợi cho sức khỏe. Thay vì lựa chọn những thực phẩm bổ dưỡng hơn, chúng ta lại thường xuyên ăn nhiều đồ ngọt. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe bao gồm thừa cân và béo phì, bệnh tim và đột quỵ, bệnh tiểu đường loại 2 hay là ung thư. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chế độ ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, cá và chất béo không bão hòa có liên quan đến việc tăng khả năng sinh sản ở tất cả các giới tính. 5. Tránh uống rượu. Không có mối liên hệ nào giữa việc uống rượu thường xuyên và vô sinh. Mặc dù vậy, các chuyên gia y tế đồng ý rằng tốt nhất là nên kiêng rượu bia khi đang cố gắng thụ thai. Ngoài những nguy cơ của rượu đối với thai nhi khi mang thai, các nghiên cứu cũng đã tìm ra mối liên hệ giữa việc uống rượu thường xuyên và giảm khả năng sinh sản. Sử dụng rượu nặng có thể làm giảm dự trữ buồng trứng và khả năng sinh sản. Ở những người nghiện rượu, lượng tinh dịch và số lượng tinh trùng có thể giảm đáng kể. 6. Bỏ hút thuốc. Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong có thể phòng tránh được. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư, viêm phế quản mãn tính, khí phế thủng, bệnh tim mạch vành, đau tim và đột quỵ. Ngoài ra, khói thuốc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cả nam lẫn nữ. Thay đổi lối sống có thể có khó khăn, tuy nhiên để có thể tăng khả năng thụ thai khi bạn đang muốn có em bé, bạn bắt buộc phải thay đổi theo lối sống tích cực và lành mạnh hơn, không chỉ để cho tỷ lệ thụ thai được tăng mà còn giúp cho thai nhi khỏe mạnh sau khi đã có em bé thành công.